Tác giả Iris Cao là ai? Sách hay của Iris Cao không thể bỏ qua. Với những ai đam mê đọc các cuốn sách tự sự của những chàng trai, cô gái trẻ mang trong mình khát khao, hoài bão và có cả những rung động thổn thức tuổi đôi mươi thì chắc chắn sẽ không thể không biết đến tác giả Iris Cao. Một nhà văn trẻ với giọng văn mang nhiều suy tư, sâu lắng vào trong các tác phẩm khiến bạn đọc khi lật mở từng trang sách như tìm đọc về chính cuộc đời của mình. Vậy điều gì đã tạo nên thành công ở một tác giả trẻ như Iris Cao? Thật sự tác giả Iris Cao là ai? Những cuốn sách hay của Iris Cao nào khiến chúng ta không thể bỏ qua? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết sau đây. Tác giả Iris Cao luôn mang đến những tác phẩm giàu cảm xúc. Tác giả Iris Cao luôn mang đến những tác phẩm giàu cảm xúc. Tiểu sử về Iris Cao, tác giả Iris Cao là ai? Iris Cao là một nhà văn nữ, sinh vào năm 1988. Cô đã khoảng thời gian du học ngành quảng cáo truyền thông ở Singapore sau đó trở về nước làm việc trong ngành giải trí với chức danh copywriter, một ngành nghề mới nổi, thu hút khá nhiều bạn trẻ quan tâm và quyết định theo đuổi. Cô thực tập và làm việc trong nhiều công ty lớn như WePro, Ian TV. Nhờ vào quá trình làm việc tại đây đã cho Iris cao những vốn sống, hoàn thiện các kỹ năng trước khi thật sự bước chân vào con đường sáng tác văn chương. Tác giả Iris Cao không chỉ nổi tiếng với các cuốn sách do chính mình sáng tác mà còn cả những thành công nhất định khi kết hợp cùng cây viết Hamlet Trường. Iris Cao xuất phát điểm là một copywriter ở trong các công ty truyền thông. Iris Cao xuất phát điểm là một copywriter ở trong các công ty truyền thông. Ngoài ra, Iris Cao cũng được nhiều người biết đến khi đặt bút viết kịch bản cho các MV ca nhạc như Nỗi nhớ kéo dài, Khổ tâm, Sông có khúc người có lúc. Ca khúc Tình thân và I e Love You Too đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Đặc biệt, cô còn là đồng tác giả sáng tác ca khúc Người dưng ngược lối do ca sĩ Phạm Quỳnh Anh làm mưa làm gió một thời. Bên cạnh việc cô xuất phát điểm là một copywriter, một biên tập nhưng ngoài ra cô còn được biết đến với tư cách là nhiếp ảnh, kinh doanh khi sáng lập ra Iris Studio, cô làm việc với nhiều ngôi sao Vipop. Về sự nghiệp sáng tác, nhà văn trẻ đa tài này liên tục thành công khi xuất bản các cuốn sách như Thương nhau để đó, 2012. Người yêu cũ có người yêu mới, có những bài hát sáng tác xuất sắc như Người dưng ngược lối, Tình nhân, I e love you too. Những cuốn sách ấn tượng của Iris Cao Iris Cao là nhà văn nữ mang một nét đẹp rất riêng không lẫn với bất kỳ nhà văn nào. Cô luôn chọn hướng đi khác biệt, mang nét độc đáo không lẫn với bất kỳ nhà văn nào. Iris Cao sở hữu ngoại hình cá tính, mạnh mẽ nhưng hầu hết các tác phẩm của cô lại vô cùng nhẹ nhàng và thấm đượm cảm xúc về những trải nghiệm và hành trình trưởng thành của các bạn trẻ. 1. Người yêu cũ có người yêu mới đây là cuốn sách kể về cô gái song ngư mang trong mình trái tim chịu nhiều tổn thương, chẳng biết giải bày cùng ai nên mượn các con chữ thay cho tâm trạng của mình. Đọc tác phẩm người yêu cũ có người yêu mới độc giả thấy được bản thân mình thông qua cảm xúc chân thật của tác giả. Quyển sách tổng hợp 30 tản văn là những cảm xúc ngắn của nhà văn trong suốt 2 năm cô viết nhật ký online. Sách nêu lên cảm xúc của người con gái trong tình yêu, một khi yêu thì yêu hết mình và luôn mong ước có một cái kết đẹp với người mình thương. Nhưng cuộc sống đôi khi không thuận theo ý mình, vì một lý do nào đó mà cả hai đã không còn là người thương của nhau, rồi người thương cũng hóa người dưng là như vậy. Tuy nhiên ai có ngờ rằng mọi việc cuốn theo thời gian chẳng còn ai nhớ nhau nhưng khi biết tin người cũ có người yêu mới, những cảm xúc trong ta vừa lạ lẫm vừa khó tả, có chút gì đó chạnh lòng rất nhiều. Những dòng văn tản mạn, cuốn sách tái hiện một cách xuất sắc nguyên vẹn những suy nghĩ, băn khoăn về nhau của những người đã từng thương, từng trải qua những cảm xúc hạnh phúc. Ai cũng trải qua những cảm xúc từng thương, từng yêu và rồi giờ lại thành người dưng, chính vì điều này đã tạo nên sự thành công cho cuốn sách. Cảm xúc về những người đã từng yêu từng thương nhưng giờ là người dưng. Cảm xúc về những người đã từng yêu từng thương nhưng giờ là người dưng. Những trích dẫn hay từ cuốn sách người thương cũng hóa người dưng. Sài Gòn, làm bạn với Sài Gòn cần nhất là cái duyên. Tuy có những vòng tròn nghiệt ngã giữa người này kẻ nọ những người sinh ra để là bạn của nhau đến cuối cùng sẽ ngồi lại với nhau. Làm người yêu với người Sài Gòn hơi cái duyên còn là cái số vì người Sài Gòn yêu mãnh liệt nhưng hiếm khi yêu lại hai lần. Thế nên có những người sinh ra là dành cho nhau nhưng vẫn đôi lần đánh mất nhau giữa Sài Gòn này. Hai hôm nay người ta nói chia tay cuốn sách vẫn là những mẩu chuyện ghi lại cảm xúc vụn vặt của chính tác giả iris cao trong cuộc sống tác phẩm hôm nay người ta nói chia tay đã thể hiện trọn vẹn sự yếu đuối mỏng manh trong trái tim của mỗi chúng ta nhất là các cô gái từng dòng chữ như giúp chúng ta nhận ra những cảm xúc nơi sâu thẳm trái tim nó như liều thuốc chữa lành những vết thương lòng mang đến cảm giác nhẹ nhàng bình yên cho trái tim để mỗi người hiểu rằng vẫn tồn tại bình yêu sau chia tay tình yêu là vậy luôn có những hạnh phúc và đi kèm cả những giọt nước mắt, nếu chúng ta hết yêu hãy cho nhau lối đi riêng và rồi ai cũng sẽ có hạnh phúc riêng của mình. Tác giả đã thành công khi khéo léo lồng ghép những bài học triết lý về tình yêu một cách nhẹ nhàng, sâu lắng. Tác phẩm giúp chúng ta yêu đời, có năng lượng tích cực và vững tin bước về phía trước trên chính đôi chân của mình để rồi thật sự tìm được hạnh phúc trọn đời. Tác giả muốn gửi đi thông điệp rằng, chia tay không có nghĩa là kết thúc mà đôi khi đó chỉ đơn giản là việc chúng ta mở ra cho mình một lối đi khác để chạm đến bến bờ của hạnh phúc hôm nay người ta nói chia tay cuốn sách mang đến năng lượng tích cực sau chia tay cuốn sách mang đến năng lượng tích cực sau chia tay những trích dẫn hay trong tác phẩm nếu hôm nay em hạnh phúc hãy cảm ơn những tháng năm đau lòng cũ kỹ một người ta từng rất thương bằng một lý lẽ nào đó họ nên được hạnh phúc chia tay cũng được nhưng hãy hứa sẽ sống bình yên đâu đó trên hành tinh này nếu thật lòng rất thương một người dẫu chẳng thể ở bên ta vẫn mong bình yên ngự trị trong tim người đó Tình thương nó kỳ lạ lắm em ạ, à. chỉ cần nó có tồn tại thì dù gần hay xa, dù sở hữu hay không sở hữu, dù đau khổ hay hạnh phúc, em vẫn sẽ được giữ rất bình yên giữa bộn bề những xuôi ngược. 3. Thương nhau để đó, Hamlet Trương và Iris Cao Cuốn sách như một tâm sự nhẹ nhàng của đôi tình nhân trẻ cùng nhau trải qua cung bậc của tình yêu, cùng nhau san sẻ ngọt bùi. Nếu nói Hamlet Trương là một chuyên gia kể chuyện về những trải nghiệm chân thật trong cuộc sống với giọng văn mạnh mẽ thì Iris Cao lại mang giọng văn nhẹ nhàng nữ tính. Đây là sự kết hợp hoàn hảo làm nên một tác phẩm đưa độc giả đến những mẩu chuyện về tình yêu đầu đời tinh khôi, trong sáng cho đến nỗi khắc khoải, nhớ mong ra giết về một tình yêu đã qua. Thương nhau để đó được trình bày bằng giọng văn mộc mạc, gần gũi, đong đầy cảm xúc. Đọc tác phẩm, chúng ta cảm thấy nhẹ lòng và an yên hơn mỗi khi quay về nhà sau những chuỗi ngày tất bật mưu sinh, biết nâng niu khoảnh khắc bình dị, trân quý những người xuất hiện trong cuộc đời mình cảm xúc nhẹ nhàng gần gũi khiến chúng ta nhớ về một thời yêu nhau. Cảm xúc nhẹ nhàng gần gũi khiến chúng ta nhớ về một thời yêu nhau. Một số trích dẫn hay từ cuốn sách. Tình yêu là sự hòa quyện giữa hai cá thể riêng biệt nhưng sẽ chẳng ai nói gì nhiều về ngày mai. Iris Cao. Mỗi khi ta đặt niềm tin vào ai đó, để họ sống tốt hơn thì đó cũng là cách ta hướng thiện cho tâm hồn mình. Gieo niềm tin về lòng tốt trên mảnh đất bạc màu, rồi sẽ có ngày nó kết trái, nở hoa. Hamlet Trường. 4 ai rồi cũng khác hamlet trương và iris cao sự kết hợp của hamlet trương và iris cao luôn khiến độc giả phải thổn thức vì những dòng văn viết luôn đong đầy cảm xúc cả hai tác giả đã trải nghiệm đủ nhiều để có cái nhìn độc đáo và thấu hiểu cuộc sống này và điều này được thể hiện rõ qua cuốn sách ai rồi cũng khác vẫn là những tản vẫn gần gũi giàu cảm xúc về tình yêu gia đình kết hợp lối viết nhẹ nhàng hai cây bút trẻ của văn học việt nam đã khéo léo đưa độc giả sống trong cuộc đời ngập tràn yêu thương chân thành những dòng tản văn nhẹ nhàng khiến người đọc thổn thức về tình yêu và cuộc sống. Những dòng tản văn nhẹ nhàng khiến người đọc thổn thức về tình yêu và cuộc sống. Một số trích dẫn hay từ cuốn sách. Đau hơn sự phản bội đó chính là sự thay đổi, ai rồi cũng khác. Iris Cao. Ai rồi cũng sẽ đổi thay, chỉ là nhanh đến mức choáng váng hoặc là chậm đến mức không nhận ra, ai rồi cũng khác. Hamlet trường. 5. mình sinh ra đâu phải để buồn, Hamlet chương và Iric Cao. Với hơn 30 câu chuyện tản văn về cuộc sống, cuốn sách vẫn đơn giản để nói lên hành trình vấp ngã đầu tiên của những người trẻ tuổi. Ở cái lứa tuổi lưng chừng không phải người lớn cũng chẳng phải là đứa trẻ được chở che và bao bọc, người trẻ tuổi dễ rơi vào trạng thái lạc lõng, chơi vơi giữa cuộc đời. Dưới những con chữ đầy sự cảm thông và chia sẻ, Iris Cao và Hamlet Trương đã tiếp lửa, truyền động lực cho người trẻ, giúp họ vượt qua sóng gió, thử thách trong giai đoạn trưởng thành. Sách mình sinh ra đâu phải để buồn. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì hãy nhớ mình sinh ra đâu phải để buồn. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì hãy nhớ mình sinh ra đâu phải để buồn. Bởi lẽ, anh từng là tất cả sau tất cả. Rốt cuộc cũng có ngày em mất tất cả là anh. Nhưng một sớm mai em thức giấc, chợt nhận ra điều quan trọng nhất là mình có thêm một ngày mới để sống và vẫn tin vào tình yêu phía trước. Mọi điều khác có chăng cũng chỉ là gia vị cho cuộc đời thêm thú vị. Đúng rồi, mình sinh ra đâu phải để buồn. Iris Cao con người được sinh ra để tìm thấy hạnh phúc quanh mình dẫu đôi lúc nỗi buồn che đôi mắt cứ tin là hạnh phúc sẽ trở lại vì mình sinh ra đâu phải để buồn hamlet trường